Theo dòng lịch sử Việt Nam, Mạc Đăng Dung lên ngôi, thời kỳ Nam Bắc Triều bắt đầu. Lại nói, ngày 15 tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung từ cổ trai vào kinh, ép cung hoàng đế phải nhường ngôi, giáng cung hoàng đế xuống làm cung vương, sau đó bắt giam ua cùng với hoàng thái hậu ở cung Tây Nội và buộc thái hậu và cung vương phải tự tử. Nhà Lê Sơ khép lại, Đại Việt chuyển sang thời kỳ Lê Mạc phân tranh, ngay sau khi lên ngôi mạc đăng dung phong cho người tông thất mình làm tĩnh quốc công trung quan nguyễn thế ân làm lỵ quốc công để giúp dập ở bên cạnh mình thần dân đều thất vọng cả nước hoang mang đăng dung sợ lòng người nhớ vua cũ để lâu lại sinh biến nên phải tuân giữ pháp độ của triều lê không dám thay đổi phủ dụ thần dân chấn áp lòng người che bịt tai mắt họ lại lập mưu vờ tìm con cháu các nhà thế gia công thần bấy giờ những người ấy phần nhiều ẩn náu chạy trốn vào núi rừng, người thì ẩn giấu họ tên không chịu ra, kẻ thì tụ họp nhau thành đảng cướp, có người đi làm quan với nước ngoài để tạm sống, không còn biết là theo ai nữa. Mậu Xuân, Mậu Tý, năm 1528, Đăng Dung muốn đổi làm chính lệnh mới, bèn sai đúc tiền thông bảo theo kiểu cách đồng tiền cũ, nhưng phần nhiều không thành sau lại đúc các loại tiền dán pha kém và sắt ban hành các sứ trong nước để thông dụng. Tháng 2, Đăng Dung lấy Nguyễn Quốc Hiến làm phò mã đô úy Thái Bảo Lâm Quốc Công, ban cho họ Mạc, Mạc Quốc Trinh làm Thái Sư Lâm Quốc Công, Mạc Đình Khoa làm tả đô đốc Khiêm Quốc Công. Cùng 56 khác người đều được thăng trật, ban tước có thứ bậc khác nhau. Đăng Dung sai người sang Yên Kinh báo cho nhà Minh rằng Con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa. Dặn lại cho đại thần là họ mặc tạm coi việc nước, cai trị dân chúng. Vua Minh không tin. Bí mật sai người sang dò thăm tin tức trong nước. Xét hỏi nguyên do. Ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên. Họ mặc thường trả lời bằng những lời lẽ văn hoa. Lại đem nhiều vàng bạc đút lót. Đến khi sứ giả về, Mật Tâu là con cháu họ lê đã hết, không ai nối ngôi được, đã ủy thác cho họ mạc. Người trong nước đều tôn phục và theo về họ mạc cả, xin tha tội cho họ. Vua Minh Mắng không nghe, đang dung sợ nhà Minh hỏi tội. Bèn lập mưu cắt đất dân nhân dân hay châu Quy, thuận và hai tượng người bằng vàng và bạc cùng châu Báu. Của lạ, vật lạ. Vua Minh thu nhận. Từ đấy Nam Bắc lại thông sứ đi lại mùa đông, tháng 10, đang dung cho là sau khi bình yên, chế độ dần dần lỏng lẻo, ý muốn đổi thay chấn chỉnh lại. Liền sai bề tội là bọn quốc hiến bàn định binh chế, điền chế, lộc chế và đặt bốn vệ hưng quốc, triều vũ, cẩm y, kim ngô, nam phủ, các vệ sở trong ngoài. Các ty sở thuộc, hiệu ti, tên quan và số lợi viên, số người, số lính của các nha môn, phòng theo quan chế triều trước, y lệ mà biên chế bổ sung. Lấy quân chấn giữ xứ Hải Dương cho lệ thuộc vào vệ Hưng Quốc, quân chấn giữ Sơn Nam lệ thuộc vào vệ Triều Vũ, quân chấn giữ xứ Sơn Tây lệ thuộc vào vệ Cẩm Y, quân chấn giữ xứ Kinh. Năm 1529, bể tôi cũ của Triều Lê là hai anh em Trịnh Ngung, Trịnh Ngang chạy sang tố cáo với nhà Minh họ mạc đem nhiều lễ đút lót cho nhà minh để phá việc không thành hai anh em đều chết ở bên minh bấy giờ bọn thanh hoa hữu vệ điện tiền tướng quân an thanh hầu nguyễn kim dẫn con em chạy sang ai lao chúa nước ấy là xã đầu cho rằng ta là nước có quan hệ môi răng với họ mới đem nhân dân và đất đai sầm châu cấp cho kim từ đó nguyễn kim nuôi dưỡng sĩ tốt chiêu nạp những kẻ chạy trốn làm phản, ngầm tìm con cháu họ Lê Lập nên để mưu khôi phục. Họ mạc mở khoa thi hội, cho bọn Đỗ Tống, Nguyễn Hãng, Nguyễn Văn Huy ba người đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn Nguyễn Văn Quang tám người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Hữu Hoán mười sáu người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Mùa đông, tháng 12, khi ấy, Mạc Đăng Dung giành ngôi đã được ba năm tự thấy mình tuổi già, bèn truyền ngôi cho con trưởng là Đăng Doanh. Tự xưng là Thái Thượng Hoàng, ra ở Điện Tường Quang, coi nghề đánh cá là thú ngao du tự lạc. Mùa xuân năm canh dần, năm 1530 mặc Đăng Dung, Đại Xá, đổi niên hiệu Đại Chính. Bấy giờ, Lê Ý, người Thanh Hoa, là cháu ngoại họ Lê, căm giận họ mặc cướp ngôi mới nổi quân ở Gia Châu, lại xưng niên hiệu Quang Thiệu. Nhiều người theo về, trong khoảng 10 hôm, một tháng, nhiều quận huyện hưởng ứng, số quân có đến vài vạn người. Bèn cùng với bọn bộ tướng Lê Như Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyễn Cảo Giàn bày doanh trận, chi đặt cơ đội, bộ ngũ, nổi súng lệnh, kéo cờ hiệu, đóng quân ở sông Mã. Từ đấy, các hào kiệt xa gần đều cho là họ Lê sẽ phục hưng, cùng nhau phấn khởi theo về. Không đến vài năm mà quân thanh rất lừng lẫy. Mùa hạ, tháng 4, Đăng Dung tự mình chỉ huy vài vạn quân thủy bộ đi đánh Lê Ý ở sông Mã. Quân của Đăng Dung thường thua luôn, bèn lui về Kinh Sư, để lại bọn Thái Sư Lân Quốc Công mặc Quốc Trinh chấn giữ Dinh Hoa Lâm. Sau Quốc Trinh lui về giữ Tống Giang, mùa thu. Tháng 7, Lê Ý tiến quân đóng ở thành Tây Đô, lập hành dinh ở sông Nghĩa Lộ. Khi ấy có người dân bộ Hoàng Bảo và hai chiếc lọng vàng, tướng sĩ Long trọng chúc mừng. Tháng 8, ngày 23, Đăng Dung đã về kinh. Đăng Doanh lại đem quân vào Thanh Hoa, hội quân lớn ở sông Hoàng Hóa, chia quân làm hai đạo cùng tiến. Mạc Quốc Trinh dẫn 200 chiếc thuyền chiến tiến trước, hẹn hôm sau sẽ đến sông đa lộc khi ấy lê ý đã dự phòng trước già nghi binh ở sông đa lộc rồi tự mình đem quân đến bên sông tinh nhuệ ngầm tiến ban đêm đi tắt đường trong huyện đến sáng thì quân đến bên sông yên sơn phát ba tiếng súng hiệu đánh chặn hậu quân của quốc trinh quân mặc sợ hãi tan vỡ bỏ cả thuyền nhảy lên bờ chạy tán loạn ý cưới ngựa đốc suất các tướng xông vào trận đánh tự tay đâm chết hơn 70 tên. Quân mạc tàn vỡ, quân ý thừa thắng đuổi đánh, chém đầu nhiều vô kể. Ngày ngọ hôm ấy, Đăng Doanh chưa biết quốc trình đã bị thua, tự mình đốc xuất người tông thất tiến quân đến xã Động Bàng để đuổi theo sau quân của Lê Ý. Ý nghe tin, liền hăng hái ra lệnh cho các tướng rằng, hôm nay gặp bọn giặc lớn ở đây, nếu không đánh thì ngày nào mới hưng phục được triều lê các tướng nghe lệnh đều dốc sức tung quân tiến đánh cản phá quân mạc chém hơn một vạn tên xác chết gối lên nhau đăng doanh lui quân cố thủ quân ý một ngày hai lần thắng trận uy thanh vang dội quân mạc chạy dài bấy giờ ý thu quân triệt phá doanh trại lui về đóng ở gia châu vì quân vừa thắng trận sinh lòng kiêu ngạo, không có phòng bị trước, hơi có ý coi thường quân địch. Đến đây, quân ít, lương hết, sai tướng sĩ vào xa trong núi vận chuyển lương thực. Vì thế, doanh chạy bỏ trống, đội ngũ rời rạc. Có người đến báo tin cho mặt quốc trinh. Trinh liền chọn quân tinh nhuệ và 50 chiếc thuyền chiến ngày đêm đi gấp, tiến đến trại Gia Châu. Ý sông ra đánh không được, Bị quân mạc bắt, toàn quân tan vỡ tháo chạy. Người thì chạy sang ai lao theo an thanh hầu Nguyễn Kim, kẻ thì phân tán trở về đồng ruộng. Cuộc trình đóng cúi giải ý về Kinh Sư, dùng xe xé xác ở ngoài cửa Nam Thành. lệ Ý bị quân mạc bắt sống. Mùa đông, tháng 11, Đăng Doanh trở về Kinh Sư. Năm 1531 cựu thần nhà lê là bọn bích khê hầu lê công uyên nguyễn ngãi nguyễn thọ trường nguyễn nhân liên Giới quân ở thanh hoa bấy giờ bọn công uyên căm giận họ mạc không giữ đạo vua tôi liền tự đem con em về thanh hoa nổi quân cũng xưng là quân của nhà lê bắt người cướp của đốt phá nhà dân ở các quận huyện bọn này kẻ thì chết trận kẻ thì bị bắt giải về kinh cả chỉ có dân một phương ở đây chịu tai họa, không được nghỉ ngơi, nhân dân đói kém, một thăng gạo giá tới một quan tiền. Sau đó người Sơn Đông tên là Hùng Sơn có tội với họ mạc đem con em vài trăm người trốn vào thanh hoa, dựng doanh chạy chiếm giữ được vài tháng. Đăng doanh sai tướng đi đánh. Sơn lui đóng ở thôn Ngọc Huân rồi ốm chết, quân bị tàn. Mùa xuân năm 1532, mở khoa thi hội cho bọn Nguyễn Thiến, Bùi Vĩnh, Ngô Sơn khoái ba người đỗ tiến sĩ cập đệ. Bọn Nguyễn Địch Khang sáu người đỗ tiến sĩ xuất thân. Bọn Nguyễn Lương bật 18 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Họ mặc ra lệnh cấm người các sứ trong. Ngoài không được cầm giáo mắc và dao nhọn, can qua, cùng những binh khí khác hoành hành trên đường đi. Ai vi phạm thì cho phép ti bắt giữ. Từ đấy, người buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không. Ban đêm không còn trộm cướp, châu bò thả chăn không phải đem về. Chỉ cần mỗi tháng xem lại một lần, có khi sinh đẻ cũng không biết được là gia súc nhà mình. Trong khoảng vài năm, người đi đường không nhặt của rơi, cổng ngoài không phải đóng, được mùa liên tiếp, trong cõi tạm yên. Mùa đông, tháng 10 đang dung ra sắc lệnh cho hoạn quan trung hậu hầu làm đại tướng quân. Sai đem quân coi trung ba phủ thanh hoa cùng các quan ba ti tổng chấn quân dân cả một phương. Tây An bá Lê Phi thừa dèm rằng, đất ái châu, núi sông hiểm trở, ruộng đất phì nhiều, bình lương giàu đủ, và lại binh quyền nên chia ra chứ không nên cho chuyện. Nếu chuyên quyền tất dẫn tới tai họa, lỡ xảy ra sự biến cố thì sợ rằng sau sẽ khó chế ngự và đất ấy sẽ không phải là của triều đình nữa thần xin xét kỹ lại đừng để sau này hối hận đăng doanh bèn chia thanh hoa ra làm đôi bảy huyện thụy nguyên yên định vĩnh phúc đông sơn cẩm thủy thạch thành quảng bình thì giao cho lê phi thừa quản lĩnh cùng với trung hậu hầu thành thế khống chế lẫn nhau đến khi phi thừa được quyền càng thêm kiêu căng phóng túng và cuối cùng đã sinh đổi lòng. Tháng 12, cựu thần nhà Lê là An Thanh Hầu Nguyễn Kim Tôn lập con chiêu tông là Ninh ở Ai Lao. Trước đây, Kim ở Ai Lao nuôi quân chứa sức, sai người về trong nước tìm kiếm khắp con cháu nhà Lê. Tìm được con chiêu tông là Ninh lập lên làm vua, đổi niên hiệu là Nguyên Hòa, tức là Trang Tông, để sửa lại quốc thống. Từ đấy, hào kiệt miền Tây phần nhiều quy phụ. Vua Phong Kim là Thái Sư Hưng Quốc Công và Phong các tướng tá theo thứ bậc. Mọi việc quân dân, không cứ lớn hay nhỏ, đều giao cho trông coi, ngày đêm cùng mưu, chung lo việc khôi phục. Tháng riêng năm 1533, Trang Tông lên ngôi ở Ai Lao, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa, tôn đại tướng quân Nguyễn Kim là thượng phụ Thái Sư Hưng Quốc Công. Trưởng nội ngoại sự, lấy trung nhân đinh công làm thiếu úy hùng quốc công. Còn lại, người nào cũng được phong thưởng để họ đồng lòng khuôn phù. Lại liên kết với vua Ai Lao xạ đầu, nhờ họ giúp bình khí, lương thực để mưu việc đánh lấy lại nước. Trang Tông Sai Trịnh Duy Liêu sang nhà Minh Tâu rằng vì mặc đang dung tiếm loạn, chiếm giữ kinh thành, ngăn trở đường đi nên bỏ lâu việc tiến cống. Năm 1534, nhà Minh nghe tin Mạc Đăng Dung cướp ngôi, đặt quan lại ngụy, chiếm giữ kinh thành, ngăn trở đường tiến cống, tự tiện làm bài đại cáo, tiềm xưng là thượng hoàng. Tội trạng đã rõ, bèn sai hàm ninh hầu Kiều Loan làm tổng đốc quân vụ, binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn làm tham tán quân vụ, đem quân sang hỏi đánh năm 1535, nhà mạc mở khoa thi hội, lấy bọn Nguyễn Bình Khiêm, Bùi Khắc Đốc, Nguyễn Thừa Hưu đỗ tiến sĩ cập đệ. Bọn Nguyễn Di Lượng 7 người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Trùng Quang 22 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Nhà mạc sai đông quân đô đốc phủ tả đô đốc khiêm quận công mặc đình khoa trùng tu quốc tử giám. Năm 1537, Tây An Hầu Lê Phi Thừa của họ mặc khởi quân cướp lấy của cải của Ba Ti rồi thu quân chạy vào nước Ai Lao đầu hàng Trang Tông. Họ mặc phong cho con là bọn kinh điển làm vương. Ngoài ra đều theo thứ tự bậc mà được nhận phong. Mùa xuân năm 1538, Nam Mạc mở khoa thi hội, cho bọn giáp hải, Trân toại, hoàng sầm đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn phan cảo tám người đỗ tiến sĩ xuất thân bọn Hoàng Thuyên 25 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Năm 1539, Lê Trang tông phong đại tướng quân Trịnh Kiểm làm dực quận công, Trịnh Công Năng làm tuyên quận công, Lại Thế Vinh làm hòa quận công. Bọn hiệp quận công, tường quận công, từ quận công, trấn quận công, tây quận công, dương quận công, thụy quận công, nghi quận công đều được ban ấn coi quân. Sai đem quân bản bộ tiến đánh các nơi để lo lấy lại Tây Kinh, khí thế quân sĩ mạnh thêm. Sau tiến đánh huyện Lôi Dương, quân Mạc phần nhiều bị thua, rồi đem quân về. Tháng Giêng năm 1540, Mạc Đăng Doanh chết, con trưởng là Phúc Hải lên ngôi, lấy năm sau làm Quảng Hòa năm thứ nhất. Mùa đông, tháng 11, Mạc Đăng Dung cùng với cháu là Văn Minh và bể tôi là bọn Nguyễn Như Quế, Đỗ Chế Khanh, Đặng Văn Chi, Lê Thuyên, Nguyễn Tổng, Tô Văn Tốc, Nguyễn Kinh Tế, Dương Duy Nhất, Bùi Trí Vĩnh, qua trấn Nam Quan, mỗi người đều cầm thước, buộc dây ở cổ, đi chân không đến phủ phục trước mạc phủ của quân minh quỷ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng các động tê phủ, kim lạc, cổ sâm, liễu cát, an lương, la phủ của châu Vĩnh An Trấn Yên Quảng, xin cho nội thuộc vào khâm châu, lại xin ban chính sóc, cho ấn trương, để kính cẩn coi giữ việc nước và chờ lệnh thay đổi hay quyết định khác. Lại sai bọn Văn Minh và Nguyễn Văn Thái, hứa tam tỉnh mang biểu đầu hàng sang Yên Kinh. Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim đem quân về đánh Nghệ An, hạo kiệt phần nhiều theo về, thanh thế rất lừng lẫy, đến đâu là gần xa đều hàng phục. Năm 1541, họ mạc mở khoa thi hội. Cho bọn Nguyễn Kỳ, Phạm Công Sâm, Nguyễn Thế Lộc đỗ tiến sĩ cập đệ, bọn Ngô Quang bốn người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Phạm Nguyên hai mươi ba người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Bấy giờ, Tây An Hầu Lê Phi Thừa có ý bất bình, thường nói ra những lời phẫn uất, càng ngày càng kiêu căng, ngang ngược. Thái sư Nguyễn Kim sai người bóp cổ chết. Trước kia, Phi Thừa xuất thân là xá nhân, thờ mặc Đăng Dung, được Đăng Dung khen ngợi, cho cai quản quân dân bảy huyện thuộc đạo ấy. Đến năm đại chính, Thừa quy thuận triều đình, Lê Trang Tông vẫn cho giữ chức cũ đến đây lại oán hận. Tiêu căng bạo ngược nên bị giết. Tháng 8, ngày 22, Mạc Đăng Dung chết. Tháng 10, ngày 20, bọn mau báo ôn nhà Minh Kính dâng bản tâu về Yên Kinh nói rằng Mạc Đăng Dung tự trói mình đầu hàng ở cửa ải. Xin kính theo chính sóc, xóa bỏ tiếm hiệu, trả lại đất bốn động đã chiếm, xin nội thuộc xương thần xin hàng năm ban lịch đại thống và bù đủ lễ vật tiến cống hàng năm cúi mình cung kính thuận phục nếu như coi đăng dung là kẻ có tội đầu hàng chưa kể khinh xuất trao cho chức tước đất đai thì cháu của y là mạc phúc hải nay đang đợi mệnh nếu được đội ơn khoan thứ cũng có thể cho làm các chức khác như đô hộ tổng quản theo như lệ cũ của nhà hán nhà đường hàng năm quan bố chính ti quảng tây ban cấp lịch đại thống cho y đến chấn nam quan kính nhận những lễ vật tiến cống các năm trước còn thiếu thì trà xét bắt bù đủ từ năm sau chiếu sổ nộp dần còn như lê ninh tuy tự xưng là con cháu họ lê nhưng cứ theo các ti trà xét thì ngọn ngành tung tích khó biết rõ ràng trịnh duy liêu trước có lén lút tới các đồng chạy ở châu thạch lâm nước ta sát vùng thổ quan quảng tây nhưng mặt mũi lê ninh ra sao cũng không được biết cho nên khi thì gọi là lê ninh khi thì gọi là lê hiến lúc thì gọi là quang hòa có lúc lại bảo là họ trịnh trá sưng còn trịnh viên thì khai rằng ở động tất mã giang có lê ninh thực nhưng lại lịch tông phái không biết được rõ những điều trình bày về tuổi tác nét mặt lại khác với lời khai cũ của trịnh duy liêu đều khó dựa vào đó mà nghe được hãy cho ninh ở lại tất mã giang những vùng đã lấy được đều thuộc quyền y quản thúc có thể bàn trao chức tước cho thực thuộc về vân nam nếu không phải là con cháu nhà lê thì thôi không bàn nữa còn trịnh duy liêu thì cho sở thuộc quảng đông tùy nghi sắp xếp cấp cho ruộng đất nhà ở đừng để y phải bơ vơ Sử phân như vậy ngõ hầu mới được chu tất vua Minh bèn phong cho Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô Thống Sứ Ti Đô Thống Sứ, ban ấn bạc và cho thế tập. Còn đất 13 lộ thì cứ chiếu theo tên đất cũ. Mỗi lộ đều đặt ti tuyên phủ, đặt các chức tuyên phủ đồng chi. Phó Sứ, thiêm sự mỗi chức một viên, đều thuộc quản hạt của Đô Thống Sứ sai khiến mà chiều cống. Lễ cống lên vua và đông cung thì theo lệ cũ. Nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh giúp ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh giúp ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.